Đây là món thịt rang kiểu mới của mình. Thật ra là đáng nhẽ là tại vì là đáng nhẽ là rang thịt ấy thì phải canh bếp, nhưng mà mình ngại canh bếp. Mình rất hay đặt đồ lên bếp xong là vứt đấy, bây giờ nó chín thì xuống bắc lên. Thỉnh thoảng mình đun tép kiểu đấy nó cháy khét lên, thế là hoặc là đun một số món ấy thì nó cũng cháy khét hết cả lên. Cũng có lần rang thịt nên cháy khét nẹt hết cả lên. Thế là bây giờ mình quyết định mình đổ nhiều nước. Xong rồi đợi nó chín, đợi nó đun. Đổ nhiều nước xong là đổ cả xong là cho nước mắm với cả bột canh vào. Thế xong bắt đầu là vặn nhỏ lửa xong là để đấy. Thế nó đun lâu lâu một tí, thỉnh thoảng mình có quên một tí cũng không sao. Thế là ước chừng xong là xuống bê lên, thế tránh trường hợp là mải làm cái gì đấy thì nó cạn mất nước thì lại cháy. Thế là mặc dù là vẫn còn nhiều nước nhưng mà mình vẫn nhấc ra thì nước thịt nó cũng ngọt. Thực ra là cái nửa rang nửa luộc thế này nó cũng dễ ăn, nói chung là cũng dễ ăn, vừa ăn thịt vừa ăn nước luôn.